Và ngày hôm qua chị đang học một người chị rất bận show, nhưng mà ngày hôm qua chị Ngọc rất là tất bật với em. Ngày hôm qua em vẫn phải chọn lại váy cưới, bởi vì chị Ngọc muốn Trang có được cái sự chỉnh chu nhất ngày hôm nay. Chị đã tất bật em từ cả ngày hôm qua cho tới hôm nay, từ nãy giờ ở trong hậu trường ra tới bây giờ, và đủ cả một team gái già để hỗ trợ em rất là nhiều. Thật sự em cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều. Và em cảm ơn tất cả đơn vị đã đồng hành cùng tụi em. Tuba Kachi, tên Nga Bridal, khi Nam Career đã sửa cho em một cái mũi rất là trộm vía. Và thấy nó vừa đủ để kịp cái đám cưới hôm nay để... Dạ. Và đặc biệt ngày hôm nay, khi mọi người tới chung vui với tụi em, ngoài tấm lòng của tụi em, có các đơn vị tài trợ, những cái phần quà rất là đặc biệt. Đó là đơn vị nhựa đồng hành của quý phụ tử Minh Nhựa. Dạ, cảm ơn Minh rất là nhiều. Dạ, có một quà rất giá trị Thiên Nam, một phần quà đến từ Trang BV. Và hy vọng là bây giờ em xin phép được ngồi trong cái hai rồi trang tặng cho tất cả thì khán giả có mặt ở đây một quà thật thật vì cho mày đám cưới hôm nay ạ. Xin mời cô dâu và chú rể tiến lên phòng thay đồ ạ. Hình ảnh nhìn áp lực quá. Em biết chị lần đầu dẫn em xin mà anh thành ở dưới tôi nói đi em, nói tiếp đi em.